Truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ Tát, câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện. Chuyện kể, vào thời Nam Bắc Triều, tức cách đây 1.500 năm, công chúa Diệu Thiện là con gái thứ ba của vua Diệu Trang Vương. Nàng rất thông minh, nhanh nhẹn, đẹp như hoa như ngọc, với tấm lòng rất thiện lương, được vua cha yêu thương nhất mực. Khi đến tuổi kết hôn, nàng hết lần này tới lần khác một mực từ chối những bậc anh tài tuấn tú mà đích thân vua Diệu Trang Vương lựa chọn. Không màng vinh hoa phú quý, nàng chỉ một lòng hướng Phật, muốn tu luyện để cứu độ chúng sinh. Nhà vua vô cùng phẫn nộ, không tin nàng vốn sống trong nhung lụa lại có thể chịu được khổ giữa chốn nhân gian. Ông ra lời thách đố: bây giờ là tháng chạp, nếu còn có thể trồng hoa tươi nở khắp trên núi, ta sẽ cho phép con tu hành. Tháng chạp, tuyết rơi phủ kín, lạnh thấu xương, người người háo hức đón năm mới. Còn nàng lên núi, nơi tuyết phủ trắng xóa, vừa trồng từng cây non, vừa thành tâm niệm Phật. Từ lúc nào, tất cả những cây non đã được phủ đầy trên ngọn núi tuyết. Khi quay đầu nhìn lại, công chúa phát hiện tất cả đang nở rộ những đóa hoa rực rỡ. Từ đó, ngọn núi mang tên Tháp Hoa Lĩnh, lưu truyền cho tới ngày nay. Nàng được tọa nguyện tu hành tại chùa Bạch Tước, dưới chân núi phía đông của chùa Đại Hương Sơn tại Diệu Châu, Thiểm Tây. Một lòng hướng Phật, nhưng những người quyết tâm tu hành đều phải trải qua ma nạn thử thách. Nàng bị hàm oan bởi những kẻ lưu manh vô lại. Lời đồn thổi bay đi khắp bốn phương, làm nhà vua nổi giận. Ông cho rằng tội không thể dung thứ, nên cho người tới đốt chùa Bạch Tước. Ngôi chùa cháy rụi, nhưng kỳ lạ thay, công chúa vẫn ngồi tụng kinh niệm Phật, bình an vô sự. Vua cha không cảm nhận được sự thần thánh trang nghiêm của Phật Pháp, ông ra lệnh xử tử công chúa. Khi cây đao vừa vung lên thì bỗng gãy làm đôi. Ông lại dùng hình thức treo cổ để xử tội. Đúng lúc ấy, xuất hiện một con hổ lớn nhảy vào pháp trường giải cứu nàng. Sau khi được cứu, công chúa Diệu Thiện tới hồ Tĩnh Thủy để gột sạch bụi trần, chỉnh sửa xiêm y. Hồ nước này sau được đặt tên là Hồ Phượng Hoàng. Nơi cô chỉnh sửa xiêm y, sau này được xây dựng thành Sơ Trang Lầu. Trên đường vào núi, gặp các khe suối chắn ngang, nhắm mắt tụng kinh, nàng nghĩ: giá như nước suối kia chảy dưới những hòn đá, thì khách bộ hành sẽ đi lại dễ dàng hơn. Tức khắc trong ba dặm dưới chân núi Đại Hương Sơn, các khe suối đều chảy ngầm qua những hòn đá. Khi trời tối không thấy đường đi, nàng nói với những viên đá rằng: hòn đá này có thể sáng như ánh trăng, để giúp ta soi đường thì tốt biết mấy. Hòn đá liền phát sáng, từ đó loại đá này được gọi là Nguyệt Quang Nham. Cuối cùng công chúa Diệu Thiện tới tu hành trong một hang đá trên Đại Hương Sơn. Thời gian qua đi, nàng đắc chính quả, hiện thân thành Pháp tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thần thông đại hiển, từ bi cứu khổ cứu nạn chúng sinh, bao gồm cả cha và các chị gái của mình. Sau khi công chúa Diệu Thiện tọa hóa, nhục thân của nàng nghìn năm không bị mục nát, càng làm tăng thêm tính tâm cho những tín đồ tu hành. Chùa Đại Hương Sơn ở Diệu Châu trở thành đạo tràng Quán Thế Âm lâu đời, nổi tiếng nhất Trung Quốc. Mục đích của Bồ Tát khi tới thế gian này không chỉ là cứu độ chúng sinh,
mà còn lưu lại quá trình tu luyện của mình cho hậu thế, hy vọng nhân loại có thể giữ gìn đạo đức cho đến khi Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở. Báo hiệu chuyển luân Thánh Vương, chuyển sinh truyền pháp, cứu độ thế nhân.